video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha. Xin chào các bạn và các nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Bây giờ mình ghé chợ Hàn Quốc đi mua đồ ăn các bạn ơi. Đó, ngày nào hết đồ ăn thì mình đi mua thôi. Hôm nay trời mùa xuân nha, buổi chiều vào lúc 6 giờ rưỡi, 7 giờ chiều trời nó đã sụp tối rồi. Ráng thêm 1 tháng, 2 tháng nữa đi. Mùa hè là 9 giờ tối nó vẫn còn sáng nha các bạn. Đó, mà mùa hè người ta dời thời gian xuống khoảng 2 giờ đó. Chợ Hàn Quốc này mình thích nhất là có những đồ đồ ăn hợp khẩu vị của người Việt Nam ha. Vô thôi, lâu quá rồi không đi chợ Hàn Quốc. Tới chợ Hàn Quốc rồi các bạn ơi. Mùa này lại đổi tất cả những trái cây từ hồng đổi sang quýt và cam. Đó, đó các bạn thấy không? Này chú gì đây ta? Này là mãng cầu nè, mãng cầu nè. Đó, 12 đô la cho một thang, cho nửa ký nha. Hôm nay mình mua cái gì ta? Mua ít cam, ít quýt gì. Dạo này mấy đứa nhỏ của mình nó không chịu ăn cam quýt nữa các bạn ơi. Nó đòi uống nước dừa. Mua trái dừa nha. Dừa một trái khoảng nhiêu ta? Trái dừa khoảng 3 đô la cho một trái. Đó, 3 đô la đổi ra tiền Việt Nam. Mỗi lần các bạn biểu mình đổi tiền Việt Nam, mình tính chập cho nó loạn tùm lum hết các bạn ơi. Thôi, tiền cái nào nặng nặng đây, chập. Chập được không? Này, 1, 2, 3. Suốt ngày mình chọn ông xã của mình. Trời ơi, ổng cứ thú hồn vì mình. Sao rồi? Bốn trái nha. Trái này nặng hay nhẹ? Đưa đàng hoàng nè, anh Công đấy. Đó. Xoài nè, dưa lưới nè, có nhiều thứ lắm. Xoài quá trình đã nè các bạn, bán một trái 1 đô 48 sen, kè trái. Có gì mua nữa không? Tự nhiên hôm bữa nay đi chợ sao ngơ ngẩn không biết mua cái gì luôn các bạn ơi. Đi qua bên đu đủ nè. Đủ sao trái nhỏ tí vậy? Đủ này hườm hườm nè, mua về làm gì ăn ha? Mua về làm gì? Hườm hườm này làm mắm ăn ngon ạ. Lấy 3-4 trái. Đây, đu đủ nè các bạn. 1 đô la 28 sen cho một thao. Khoảng 30 mấy ngàn đồng tiền Việt Nam cho nửa ký. Nhiều bạn cứ nói sao chị ở Mỹ mà chị nói tiền Việt Nam vậy? Tại vì các bạn ở bên Việt Nam yêu cầu nói mình đổi số tiền ra để các bạn biết là bao nhiêu. Đó, theo sự yêu cầu hết các bạn ơi. Đâu rồi? Đây, trái thơm ngon quá. Trái thơm, wow, hôm nay bán cao giá hơn chợ Mỹ nha. 4 đô la cho trái. Đây, trái thơm, mua gì nấu canh chua ăn. Đó, rồi đi. Có gì nữa không? Hành. Hành nè. Hành nào ngon anh? Hành này, hành ngọt nè. Mua củ nhỏ nhỏ, dễ nấu. Đây, một loại hành nhỏ này. Đây là bánh này. Ông xã mình mua đôi bánh. Bánh với nước uống. Mùa Covid mà đi cứ ăn hàng á. Ăn hàng nguy hiểm lắm anh. Đó, tàu hũ đường nè. Tàu hũ này. Cái này là gì? Cũng là tàu hũ luôn. Sao đen dữ vậy? Tàu hũ đen các bạn ơi. Tất cả tàu hũ này để nấu súp nè, nó mềm. Mình thích tàu phù chiên ở đây nè các bạn ơi. Người ta chiên rất là ngon, nhưng mà thôi, mình mua cái tàu phù mà còn nguyên á, còn nguyên ở trong cái hộp á, mình về mình chiên. Đây nè, mấy loại này loại đậu nành ha.
Đó, lấy hai bịch thôi. Đậu nành. Mỗi bịch thì khoảng nhiêu? Đây nè các bạn, $2.50, khoảng 50 ngàn tiền Việt Nam cho một hộp đậu hũ như thế này. Đậu hũ. Hành này. Hành này ngon lắm các bạn. Hành này mình nấu ăn, nó uống, mình xào nó giòn. Nó giòn lắm. Đó rồi. Đó. $3 cho một bó nha. Lựa cái nào cộng nhiều á, về mình trồng. Trồng là tự động mấy cái rễ này nó sẽ ra nha. Đó, mình trồng dễ quanh năm nha các bạn. Cái hành này có một cây mình trồng mà sống 5 năm nay rồi, nó chưa hư á các bạn. Thiệt. Vậy bữa nào mình quay cái cây hành mà 5 năm, cái mùa đông nó ngủ, rồi cái mùa hè nó lên lại à. Cái này để nấu lẩu nè các bạn. Cái súp này. Đây, phở nè. Phở này của Thái Lan. Cái này là bánh phở tươi. Mua mấy bịch về làm phở ăn ha. Còn cái loại bịch phở tươi này nó nhiều quá. Thì lấy cái loại này ăn thử không? Phở Thái này. Cái này để làm Pad Thai. Xào Pad Thai. Lấy 3 bịch ha. Wow. Bắp nè. Hôm nay người ta bán bắp cũng rẻ. 78 cent cho một trái vào mùa đông. Trái bắp rất là tí hon luôn. Bên này. Bên này, bên này. Hành 3 bó cho $1. Mua 3 bó hành. 4 bó hành. Vừa ăn vừa trồng. Bốn bó nè anh. À, 6 bó chứ. Rồi đây bắp chuối nè. Bắp chuối nhìn ngon ha. Bắp chuối ở đây bán rẻ nè. Hai cái bắp nhỏ nhỏ, khoảng $3. Nó chảy mũ hết trơn ha. Mấy cái bắp nhỏ này mà ngon á. 3 cái bắp chuối tí nị, gần $4. Mua về mình bào ăn rau sống á các bạn. Cảm thấy ăn rau sống mà có bắp chuối á, nó ngon lắm. Người ta bán bí nè. Bạn thấy không? Bí này nè. Bí này năm trước mình mua cái trái về, xong rồi cái hột nó già, mình trồng nó lên cây nha các bạn. Rửa ra trái cũng nhiều lắm á. Loại bí này nè. Mình tìm trái nào, tìm trái nào mua một trái về trồng. Biết trái nào nó già. Bí già là nó làm sao nó già ta. Thôi hình như bí này mình có giống rồi. Mua trái về ăn. Có trồng không? Chỗ nào chứ? Hả? Trái này ha. Cái này chắc được á. Thấy đẹp con mắt thì lấy thôi. Nhiều thứ lắm. Khoai lang. Rồi ghé tới hàng nấm nè các bạn. Lâu quá không ăn nấm ha. Nè. Nấm đùi gà nè. Nấm này nấm gì ha? À, oyster nấm. Nấm con hào. Rồi nhiều thứ lắm á. Cái lá này nè. Cái lá rau tí tô này nè. Mùa hè vườn của mình nhiều lắm. Đó các bạn thấy không? Mình trồng ăn không hết. Người ta xếp người ta bán 2 bó nhỏ nhỏ nè. Nhìn cũng không có tươi nữa đó. Bán $2 cho chừng này. Có mấy lá thôi. Mình trồng nó ngập luôn. Ăn không hết luôn đó. Rau quế nè. Mua ít rau quế nha.
Còn bán rau quế. Cái bí của người Hàn Quốc này nè các bạn, ăn nó rất là ngon nè đó. Nhưng mà các bạn hỏi cái trái bí Hàn Quốc chị mua ở đâu để trồng vậy, mình chỉ biết mua cái miếng này về ăn, mình nấu canh tôm xong rồi mình lấy hột này mình ươm nè các bạn, nó lên nha đó. Vậy mình lấy miếng bí có 2 đô thôi mà được một mớ hạt giống đó. Giới thiệu là cái bí đao Hàn Quốc á, ăn ngon hơn là bí đao Việt Nam nha các bạn. Các bạn ăn thử nha, nó ngon lắm. Bí đao Việt Nam nấu lên nó còn nghe mùi chua chua, chứ cái bí này nó ngọt mà nó thơm. Rồi sả nè, đi chợ mua bó sả, mua để cho nó đủ gia vị nhà đó. Sả sao người ta cắt hết trơn vậy. Rồi 2 bó, mỗi bó sả thì khoảng 120 ngàn tiền Việt Nam cho một bó sả, gồm có 4-5 cọng đây đó các bạn, chơi vui. Rồi em thích cái này lắm nè, mình thích môn bạc hà lắm các bạn ơi, mình thích lắm. Mùa nấu canh chua à, ngò ôm đâu, ngò ôm đâu, rau răm đâu, rau răm nữa, răm mua về ăn đi, xong lấy cái cọng ngâm để chuẩn bị trồng vào tháng mấy này các bạn, tháng 5 này, lửa cọng này già già ha, đây, rồi ngò ôm đó, không thấy ngò ôm sao nấu canh chua được, rồi đi, đó mua được mớ rau củ quả rồi. Khoai môn này bán gì? Củ này củ gì ta? Các bạn nào có biết củ đông trùng hạ thảo không? Đông trùng hạ thảo, cái này phải. Cái này là củ gì đây? Để mình về mình xem. Củ của hoa li li à? Củ hoa li li á các bạn ơi. Phải không biết? Ừ, củ hoa li li. Bữa nào mình sẽ trồng cái cây đông trùng hạ thảo cho các bạn xem nha. Trồng dưới ánh điện nha. Đây cây nhà đam nè. Thù lưu, xương rồng à, thấy đậu bắp không anh? Thấy đậu bắp ở đâu không? Wow, bí đao Việt Nam nè các bạn. Su su nè. Su su ở nhà mình mua được mấy trái su su trắng á. Mình ươm nó lên cây rồi các bạn. Mấy su su này là su su xanh, mình thích su su này lắm, nhưng mà phải lựa cái trái già mình mới ươm được. Ừ, cái trái nào nó cũng non non xèo rồi các bạn ơi. Không có già. Nè nó non hết. Đi tìm đậu bắp từ nãy giờ mỏi mòn con mắt mà không thấy đậu bắp các bạn ơi, mua mấy trái mướp về ăn ha. Mướp đây các bạn. Đó. $2 cho nửa ký, khoảng 48.000 đồng tiền Việt Nam cho nửa ký mướp. Ở bên Việt Nam mấy ký? Bên Việt Nam chắc rẻ ha. Mướp trồng chắc dễ trồng, ở bên này trồng cũng hơi khó. Mua đó, mua mấy trái mướp về ăn ha. Lầu, cái ớt này có cay không? Ớt này có cay không? Ớt này lâu lắm rồi, giờ mình mới thấy người ta bán này, chắc ăn giòn lắm, mua về làm video ăn ớt với cái gì đó nha. Đó. Rất là rẻ, một bịch có đô mà la mấy à? Mua mấy bịch. Càng cong nó càng giòn. Đây. Ông queo à. Lâu quá không làm video ăn ớt ta. Ăn này chắc té đái chạy luôn các bạn ơi, nó cay lắm. Mướp lựa trái cứng cứng là nó non. Còn trái nào nó xốp xốp là nó già, nó sơ sát ở trong, chắc cái tán này. Đây này. Rồi, mấy cái mướp.
năm đó. Đi chợ Việt Nam đã các bạn ơi, đi mua những chợ Hàn Quốc thì tương đương cũng ăn đồ ăn giống Việt Nam mà nó. Mình mua mình ăn cảm thấy nó ngon. Ớt nè. Từ nãy mua toàn rau củ quả nha. Sắp tới mùa cà chua rồi. Nói chứ trồng quanh năm cực khổ mấy tháng trời chỉ được ăn tấp nập cà chua vào tháng 8 và tháng 9 thôi. Cái là qua tháng 9 là mùa đông, mùa xuân, mùa thu nó tới đó các bạn. Có lạnh ngắt luôn. Chùm là đủ rồi. Cà chua thức lựu này các bạn. Anh ăn cái gì không? Ăn cái này được. Uống thật thịt các bạn. Quýt ăn quýt không? Các bạn ơi, đây có củ năng nè. Cái củ năng mình trồng được không ta? Củ năng nè, mấy anh tham 3 đô cho một nửa ký, 90.000 thì Việt Nam nửa ký. Bông artiso nè, còn gì nữa. Wow, hàng rau cải đã quá. Salad, củ hành tây ngộ trên này các bạn ơi. Dẹp dẹp nè, biết ăn có ngon nha. Mình mua bịch hành tím các bạn. Hành tím một bịch. Bịch bao nhiêu mình cũng không biết nữa. Lấy lại đi để xem nó sản xuất ở đâu. Sản xuất ở đâu. Anh ơi, hành em trồng đâu vậy? Trồng đâu không thấy để, không thấy để giá sao tính tiền. Thôi, đổi ý, không mua hành bự nữa, mua hành nhỏ này về. Đó. Ướp thử nó thơm không nha. Rồi có nhiều thứ ở đây bán về làm kim chi nè các bạn. Nguyên dãy cửa hàng rau nè. Có mua rau gì không? Rau cải này về muối chua ăn ngon nè các bạn. Về làm dưa cải muối chua nè. Nè, 2 đô la mấy cho một bình, lấy 2 bó là đủ rồi nha. Anh ơi, em lấy cái này, lấy giùm em cái bịch đi. 2-3 bó là mình sẽ muối cải chua. Kho thịt ba chỉ các bạn, cái cải này. Nó vừa thì bỏ mỗi bịch một cái. Đó. Đó, một cái, một bịch. Cho nó sạch sẽ. Đây. 1, 2. Yeah. Rồi anh bỏ cái cuối cùng đi. Em tách được 2 bịch rồi, bỏ vô đây. Một bó hẹ 4 đô la mấy. Hẹ thấy ngon quá ha. Nè, nhìn thấy đã không? Bó nào mới ngon. Wow, nó bự quá. Hẹ ở nhà mình á, mình trồng bây giờ mùa xuân nó nứt lên nè các bạn. Lấy bó nào nhỏ nhỏ vừa ăn nè. Cỡ này đi. Rồi, còn nhiều thứ. Ồ, ở chợ này người ta cũng có bán rau mồng tơi. Rau lan nè. Rau lan nè, mình khoái rau lan nè các bạn. Đó, rau lan này mua về mình ăn cái cọng. Cái ngọn xong rồi cái cọng mình trồng. Rau lan này khi mà trồng nó sẽ ra rau lan màu trắng nha. Củ màu trắng. Mua mấy bó ha. Chắc mình mua 4 bó rau lan. Nè, một bó thì nhỏ nhỏ thôi, khoảng 4 đô la 12 cent. Cho bó ha. Khoảng hơn 110 ngàn tiền Việt Nam cho một bó. 4 bó rau lan vừa về ăn, vừa về để gốc để trồng nha các bạn.
canola này mình thích lắm, trồng ăn ngọt mã lắm. À, mình cứ ngâm nước nó ra rễ là trồng thôi. Lấy bịch cà rốt. Cà rốt thôi cho mẹ. Đậu phộng này các bạn ơi, đậu phộng ở đây ăn cũng ngon lắm đó. Đó, một bịch đậu phộng $6, $6 cho một bịch đậu phộng thôi. Rồi bên này người ta bán nhiều bánh đó các bạn, bánh này, đó, bánh chuối nha, rồi bánh hạt dẻ này, rồi bánh lúa mì này. Rồi đủ thứ. Lấy bịch đậu phộng coi coi có bánh không. Đi mấy bánh này mấy đứa con mình nó có thích không nữa. Chục ba hay sô-cô-la thử nha. Đó. Rồi bánh nào nữa ta. Bánh dâu tây. Thử này luôn ha. Mọi thứ thì hợp. Có gì nữa không ta? Qua. Wow. Rồi. Nhiều bánh quá. Kẹo đủ loại đủ loại. Nhiều quá các bạn ơi. Đây kẹo nhân sâm này. Mua thử cái này về ăn thử không? Đây. $3.50 cho một bịch. Xanh của người Hàn Quốc, ăn thử nha. Đây, cửa hàng bánh mochi nè các bạn. Lâu quá tới xem có cái bánh gì lạ không. Nè. Bánh dorayaki nè. Đó. Bánh bông lan nè. Bánh trà xanh nè. Mấy bánh này mình đã review hết trơn rồi các bạn ơi. Mua cái loại bột miếng miếng này về nấu cho mấy đứa bé ăn thử nha. Mua một bịch này. Bịch này đi. Bịch nào ngon vậy các bạn. Cái này để ý nha. Các bạn thấy mua mà nhìn ngày chứ không thôi nó sẽ bị mất á. Lấy cái này đi ha. Thử cái này. Một bịch chắc $3-4 gì á. Bên này thì người ta bán xương để về làm nấu phở. Này, các thịt người ta sắc mỏng để nấu sợ nấu phở đó. Này nước sốt này, nước sốt. Nước sốt có thể làm nướng thịt này. Nước sốt về nướng thịt bò này. Mua một cái ha. Còn cái đi, khi nào vội thì mình lấy nước sốt mình làm. Còn không thì mình pha. Mua cái loại mì này về mình nấu súp này. Này. Một bịch thôi. Một bịch khoảng nhiêu? Một bịch thì khoảng $5.50 cho một bịch mì. Mì của Korean. Noodle. Qua bên nào ta? Đó, thịt ba chỉ của người Hàn Quốc người ta cắt lát. Này các bạn. Này, mấy đứa nhỏ mình nó cũng mê cái loại này nè. Bỏ lên chảo xong rắc tí muối tiêu, tí tỏi bột cũng được hoặc là tí hành tây đó. Mình ráng ráng cho nó chảy mỡ ra cái mình ăn mắm ngon lắm nha các bạn. Lấy một vỉ thôi. Đây. Tìm cái vỉ nào nó nhiều nhiều tí đây. Một vỉ thịt thì khoảng $9. Chừng này khoảng 230.000 tiền Việt Nam cho chừng này. Hơn nửa ký thôi chứ chưa tới ký đâu. Đó, thịt của chợ Hàn Quốc thì người ta bán rất là ngon các bạn. Và chỉ loại miếng bự này. Bò. Chắc lấy miếng ba chỉ bự này đi để về
Khi nào mình muối xong dưa cái mình kho, mình kho thịt ba chỉ này với cái dưa muối đó. Lấy một cái nha. Cái nào ngon vậy? Chắc cái này quá. Nào cũng giống nhau. Tìm cái nào nặng nặng nhiều thôi, lấy cái này đi ha. Cái này được nè. Dạo này cái tay mình sao nó bị đơ các bạn ơi. Cầm gì nó cũng rớt hết trơn. Này, vỉ này khoảng $13 cho một vỉ ha. Rồi, đi. Còn có miếng thịt bò nữa không? Thịt heo. Rồi tí nhớ nhắc em mua canh khổ qua nhanh. Tí lấy khổ qua, cái này dồi thịt vào khổ qua ngon lắm nè các bạn. Thì thịt mình thấy ở chợ Hàn Quốc người ta bán, không biết thịt người ta đưa từ đâu tới, từ Hàn Quốc tới hay từ đâu mà mình cảm thấy nó ngon. Nó ngon hơn thịt ở chợ Mỹ nha. Thịt bò nè. Sẽ lấy hai miếng thịt bò. Đây, mấy miếng này đây. Xào rất là ngon. Mỗi miếng thì khoảng $15. Miếng này nhỏ hơn tí, $13 nè. Biết sao mình mua thịt sau cùng? Tại vì thịt mình để lâu ở ngoài nó sẽ bị ương, còn rau thì mình để lâu ở ngoài cũng được. Cho nên lúc nào mình mua thịt sau cùng hết. Ở đây là có đuôi bò này, đuôi bò về làm lẩu đuôi bò ăn ha. Anh ăn đuôi bò không? Anh ăn đuôi bò hay mua về làm nấu cho anh ăn? $52 cho một vỉ. Thì đuôi thì là cái vị nó là đuôi thôi, nó vừa gân vừa thịt, nó béo béo. Ăn không? Đó, lấy một vỉ đuôi bò. Khoảng $52, khoảng triệu mấy chừng này đuôi bò ha. Đuôi bò ở đây người ta lọc hết trơn da rồi. Thịt này thịt tươi, thì còn một loại thịt ở trong đông đá nữa. Thì thịt tươi này thì nó sẽ ra mắc hơn chút xíu. Mình lấy hai vỉ nha. Về nướng sườn cho mấy cho con ăn. Hai vỉ sườn nướng đại hàng. Tới chỗ này là hàng trứng. Trứng cút, lúc nào mấy đứa bé cũng thích trứng cút. Mình mua một ít trứng cút nha. Mua 6 vỉ ha. Đó. Anh ơi, đẩy xe ở đây bỏ trứng cút vô. Nè, mấy vỉ em để đây nè. Bỏ vô đi. Bỏ vô đi, em đi qua đây em lấy mấy trái khổ qua cái. Quên mua khổ qua, thèm canh khổ qua bao nhiêu tuần rồi các bạn ơi. Ở chỗ này là hạt giống nè. Năm này người ta không có bán giống dưa leo Hàn Quốc mà màu dài dài. Nhưng mà mình đi tiệm Sky mình mua được rồi các bạn ơi. Nè, củ su hào nè. Su hào ở đây trồng ngổ các bạn ơi. Không thu được củ gì hết á. Đây, lấy hai vỉ khổ qua. Mướp. Đó, hai vỉ nha, khổ qua nè các bạn. Trong cho mùa hè này mình trồng được khổ qua ăn nha. Rồi, đi tiếp. Cà tím rẻ nè các bạn. 9 mấy cent cho thao cà tím. Mà mình ăn cà tím không hợp các bạn ơi. Mình ăn xong cái tự nhiên mình chóng mặt à, không hiểu sao nữa. Khoai lang nè, quá, khoai mì nè. Mẹ mình rất là thích khoai mì, để mình mua khoai mì cho mẹ mình. Nè, khoai mì, củ bự khoai mì ở đây á, người ta đều nhúng hết qua một lớp sáp á các bạn, lớp mà đèn cày á, để nhúng để bảo vệ củ khoai mì. Lấy củ nào vừa vừa, biết củ nào vừa, củ nào nó cũng hơn mức vừa vừa nó bự. Nè. Cái xe của chợ Hàn Quốc đó các bạn, nó rất là nhỏ nhưng mà cũng chắc được 5
trứng em để đây, em để phô mì lên để hết. Phô mì nè, kiếm cái bịch bỏ vô. Xong đi tới đây mình lựa ít khoai lang các bạn ơi. Khoai lang này mình mùa tới mình cũng trồng ra vườn ít nha. Khi cái cọng nó ăn cũng ngon mà cái củ nó cũng ngọt nữa, nó ngọt mà nó bở. Mình mua về mình ăn chưa kịp ăn á, cái nó lên mầm. Bây giờ mình trồng nó lên nhiều cây lắm các bạn. Mình ráng trồng xong cái vườn mình sẽ làm bánh khoai lang cho các bạn xem nha. Nấm này đây các bạn, organic nấm nè, lấy hai bịch đủ ăn rồi đó. Mỗi bịch thì khoảng $4.79, khoảng 110.000 từ Việt Nam cho bịch nấm. Biết bên Việt Nam nấm này có cao giá không ha? Nấm này trồng khó ạ. Bánh hư rồi. Dịch nè, dịch ở chợ Hàn Quốc nè. Gà nè, gà, con gà trống nè. Năn con gà trống không mua về luộc ăn nè. Ở trong này nó còn đá nè. Đó, $17 cho một con gà trống. Gà mái hay gà trống vậy? Có mồng nè. Lấy con này về luộc. Hết chỗ để rồi anh ơi. Dịn cho em thôi. Đó, sắp rớt rồi, bỏ xuống dưới không? Phải để lên trên. Phải dựng nó đi nó rớt. Rồi cá khô nè các bạn. Đây, cá khô đây. Đủ loại cá hết. Mua cá này về chăm bà má ruột mình, bà kho. Cá khô này kho cũng ngon lắm á. $8 cho một bịch ha. Còn cái cá này thì dùng để nấu súp. Lấy hai cũng $8 cho một bịch ha. Khoảng 186.000 đồng thì Việt Nam cho bịch cá khô. Cá khô Hàn Quốc rớt. Hôm nay đi chợ rất nhiều nha. Xe nhỏ quá nó rớt hoài. Mực này các bạn, con mực bự nè. Mình chỉ thích hương vị mực của Việt Nam thôi, nó thơm. Mực ở đây cái vị nó mặn mặn, nó không có thơm lắm các bạn ơi. Này mực, mực phơi một nắng hay sao, nhìn nó còn ướt ướt. Jellyfish nè các bạn, con sứa biển nè, đó. Cái này mua về trộn gỏi ăn ngon nha. Mấy đứa nhỏ mình nó mê đồ biển á, mua về. Rồi đây,
còn gì nữa không? Cá gì mà rải muối, cá ướp muối nè các bạn ơi, muối cả lớp luôn. Trứng cá muối, đồ nấu lẩu ở người Hàn Quốc các bạn, một bịch nấu lẩu $20 đó, $24. Wow, cá này tươi quá ha, mình ăn không quen cá này các bạn ơi. Cá khố nè, mình đó, má ruột mình rồi khoái cá hố này mà ướp sơ tí muối xong chiên lên đó, luộc rau chấm nước mắm ăn hết sảy này. Lấy hai hộp, hai dĩ cá hố. Dĩ $9, dĩ này $10. Rồi còn gì nữa không? Cái sứ biển này mình lấy chứ, lựa rồi nó để sót lại. Mực này các bạn, mực này cũng ngon lắm á. Đây dĩ mực nha, đó. Mực này về hấp gừng đó, rất là ngon. Rồi có nhiều thứ quá. Hôm nay một hộp sashimi này các bạn, mình không ăn được đồ sống, chứ ăn được đồ sống mình mua về mình review các bạn. Chưa bao giờ mình, lúc trước mình có thử ăn nhưng mà cảm thấy nó làm sao, nó không có thích lắm đồ sống đó các bạn. Hộp cá hộp con quá ha. Mấy cái xương của cá hồi người ta bán này, này về hầm lấy nước súp được này các bạn, xương cá. Còn này là cái bụng cá này, này rất là béo, béo trên mức béo đợi chờ của cái béo cá này, đầu cá này. Rồi cá nguyên miếng này, cá này ngon này ha. Lấy hai miếng cá này về kho tộ, hoặc là mình có thể chiên ăn với nước mắm đó. Hai miếng cá, một miếng thì $15, một miếng này thì khoảng $13, nó nhỏ hơn tí. Đi 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 nữa, đi nữa thôi. Quên mua trứng cá, mấy đứa nhỏ nó dặn trứng cá đi chợ nhớ mua trứng cá màu đỏ. Trứng cá này là người ta muối rồi nha các bạn, biết người ta trộn màu hay là cái màu của trứng nữa. Đó, $5.50 cho một vị trứng cá. Mình sẽ lấy 3 vị trứng cá này thì nó nhỏ hơn tí nè. Thử trứng này luôn đi, lấy thêm vị nè ha. 4 vị trứng cá này về quấn sushi. Buổi sáng sớm vậy á, mình phải lo thức ăn sáng cho mấy đứa nhỏ. Có khi mình làm sushi cuộn cho mấy đứa nhỏ, mình làm cóc tóc, mình không có quay, không kịp giờ để quay các bạn ơi. Rồi còn mua gì nữa không anh? Chỗ kia là đồ biển. Đồ biển là bữa nào mình muốn review đồ biển mà tươi sống á, mình chạy ra đây mình mua một con, mình giác về cái vườn của em trai mình á, là mình review liền. Xem có cá không, có cua hoàng đế không. Hôm nay không có cua hoàng đế, hôm nay chỉ có tôm hùm. Tôm hùm mà nửa ký là khoảng nhiều ha, 480.000 thì Việt Nam cho nửa ký. Đó, một con khoảng hơn $20 cho con á, cỡ đó. Nhiều loại cua lắm các bạn ơi. Hào của người Hàn Quốc người ta bán nè. Đó. Còn con vẹt nè, vẹt đen nè. Con nghêu nè. Nghêu $5 cho một hào. Tới mùa đi đào nghêu vui lắm các bạn ơi. Đào về ngâm nó ra cá.
mà mình ngâm trong ngày mình ăn chứ mình ngâm qua ngày mai là nó bị hư hết, nó thối hết. Đó, lấy một bịch nghêu nha. Rồi. Ăn kim chi không? Ăn vừa đủ thôi, chứ lấy nhiều á ăn hết nó không còn ngon nữa. Rất là nhiều kim chi bán ở đây nè các bạn. Cứ một hộp về 15 đô la, 16 đô la cho một bình bự vậy ha. Còn cái nhỏ này chắc 2 đô, 3 đô rưỡi. À, 3 đô la chứ. Đó. Rồi có nhiều món ăn về rau củ quả muối lắm nè, kim chi không ha. Nè. Sốt nè, sốt miso nè. Mua về nấu lẩu thử xem, miso. Sốt đậu nành, có loại nào cay cay không? Lấy cái loại này, organic. Lấy cái loại xanh xanh này đi. Đó. Một hộp thì khoảng 5 đô la cho hộp, 120 ngàn tiền Việt Nam cho một hộp. Có gì mua nữa không? Trên này là cửa hàng gạo nha các bạn. Mình lấy gạo thử các bạn ơi. Gạo này. Bây giờ mình mua gạo là mình mua cái bịch nhỏ nhỏ thôi. Để mình về mình thử, mình thấy cái loại nào mà nó ngon á thì mình lại tiếp tục ra mua. Chứ mua bao bự lỡ mà nó không có ngon á, mình ăn không hết. Ăn hết mình đợi lâu lắm. Này, lấy thử bịch này nha. Thấy gạo thơm thượng hạng phú quý gì đây. Một bịch khoảng 24 đô la 99. Đó. Anh xách đi. Bịch này đi. Cho nó bằng bằng tí. Bịch này như lớn hơn tí à. Rồi, lấy bịch gạo thôi. Ăn thấy ngon thì ra mua nữa. Rượu nè. Rượu đó các bạn. Đó. Rồi còn gì nữa không? Tới chỗ cái hàng mà cái hàng thức ăn. Đó. Cái hàng thức ăn nó có đầy đủ thức ăn của người Hàn Quốc. Thịt đùi nè. Thịt giò heo rút xương. Đậu nành nè. Trứng kho nè. Nhiều thứ đó. Rau luộc nè, bốp nè. Nhiều thứ quá chừng luôn. Mình để quên cái này ở đây. Bỏ vô đây luôn. Rồi. Đi ra tính tiền đây. Nhúng phở này mình chưa có nè. Mua cái khung bánh kẹp cá này về mình nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn cho nó vui. Đây. 25 đô cho một cái khung. Rồi, vô đây lấy được mấy món. Đó, đang tính tiền đó. Các bạn ơi, mình thích cái bếp này. Các bạn thích cái bếp nào hay cái bếp này? Bếp này thì ở nhà mình cũng có một cái, nhưng mà không có cái khung ở trên này. Mà mình thích nấu là phải thấy luôn cái chảo mà mình đứng mình lắc chảo á, nhìn nó mới vui. Còn này nó che rồi nó không thấy. Mình thích cái bếp này hơn nè. Đó. Thì bếp này chắc ở trong cái thùng. Sao mình khiêng được ở trong cái thùng này nè. Để mình quay rồi mình nói ông xã mình vô khiêng ha. Đó. Mình đang tính tiền rồi mà muốn mua bếp này quá. Cái lưới này nướng thịt rất là ngon nè. Cái bếp này khoảng nhiêu tiền ta? Cái bếp này khoảng 100 đô la cho một cái bếp nha các bạn. Mua để mình nấu ngoài trời, còn nướng cái lưới này mình đặt lên cái bếp than á, mình nướng thịt cho nó đã.
đúng loại đó không? Ừ, đây. Đây cái loại này mình thích nha các bạn. Nấu là mình quay phim được. Mình thấy mình đứng mình nấu mình xóc chảo rồi đó. Loại này đẹp nè. Loại kia nó che mình không thích. Che là đỡ gió thổi. Hôm nay thì mình đi chợ hết là 717 đô la nha các bạn. Đó. Mua dụng cụ rồi rau củ quả. Để mở cái bếp ra coi thử nó có đúng cái mà mình thích không các bạn. Giờ coi sao biết. Ờ, bếp bự này nấu sướng nha các bạn. Dùng cái chảo bự nấu. Anh mở lộn ngược. Đó các bạn ơi, đi chợ xong rồi thì hôm nay đi chợ rất là nhanh. Chợ cũng vắng người lắm, giờ trời tối rồi. Sắp đóng cửa rồi. Thì mình sẽ ra xe đi về thôi các bạn. Để các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích, các bạn ủng hộ giúp cho kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ một like và một đăng ký để ủng hộ mình ra những video hay cho mùa hè tới nha. Chuẩn bị bếp, chuẩn bị vườn rồi, đầu tư tất cả rồi. Bây giờ chỉ ra nấu và quay phim, hái rau củ nóng tại vườn luôn. Đó, năm này có cái vườn rộng của em mình á, mình mới thực hiện được những video nấu ăn nha. Còn cái vườn nhà mình nó chật quá, nó chặt quá không làm gì được hết. Anh xã của mình sợ lạnh mặc áo. Anh xã ơi, anh xã. Ăn rồi suốt ngày mình chọc anh xã. Đó, đổi xe, mình kéo xe này cho. Phải chừng đổ đồ nha anh. Cẩn thận. Ra ngoài rồi. Anh xã mình kéo chiếc xe kia. Ủa sao không thấy điện vậy? Hồi trước ở đây có điện mà. Chắc đồ lên xe đi về thôi. Xã mình giúp chắc lên xe. Lạnh quá nấp nấp. Xã mặc áo dày hơn mình. Mình lạnh quá các bạn ơi. Thôi mình xin tạm biệt các bạn thiệt đây. Tạm biệt. Đi chợ xong rồi, tháo cái khẩu trang nó khỏe gì đâu. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video kế tiếp nha.